Hi, xin chào bạn, tôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bắt lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Thì sau một thời gian vắng bóng thì mình lại tiếp tục với công viên khủng long nha các bạn. Ở đây thì chúng ta đã có được ba cái loài động vật ở cái vùng lạnh giá rồi. Thì tập ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái loài động vật nữa, cũng tại cái vùng lạnh giá luôn cho nó đủ bộ luôn nha các bạn. Đó chính là cái loài báo tuyết nha. Đó. Ôi, ở đây hình như nó cũng có một cái con báo đó các bạn. Và đây là báo bình thường. Đó. Mà cái con này thì nó to rồi, chúng ta không có thể thu phục mấy con to này đâu nha các bạn. Rồi, thì để thu phục cái loài báo tuyết cũng như là những cái loài mèo lớn nói chung thì chúng ta sẽ cần phải có thịt heo sống nè và những cái huy chương. Đây, những cái medallion cho tụi nó nha các bạn. Cái này thì chúng ta chế tạo rất là đơn giản thôi, từ hai cái da bò và một cái thỏi vàng. Ok, thì mình sẽ đi làm những cái medallion này luôn nha các bạn. À, mình sẽ làm bao nhiêu cái đây ta? Chắc đâu đó tầm 20 cái đi các bạn ơi. 20, 30 cái gì đó. 30 cái luôn đi, đó. Tại vì có khá là nhiều cái loài mèo lớn mà. Rồi, mình sẽ đem nó theo nha. Và cái món vật phẩm thứ hai chúng ta sẽ cần đó chính là thịt heo sống nha. À, như hồi nãy mình nói rồi thì vậy. Thì thịt heo sống ở đây các bạn ơi. Mình còn không gì ta? Ui, chúng ta hết thịt heo sống rồi. Ui, thôi xong. Ở đây chúng ta còn 14 cái miếng thịt heo sống các bạn ơi. À, hy vọng là đủ. Rồi, thì hồi nãy giờ khi mà apply á, mình có đi tìm vị trí của mấy cái em báo tuyết con. Đó, chúng ta chỉ có thể thu phục được những cái con thôi nha. Đó, rất là nhiều luôn. Đây nè, leopard. Rồi, mình sẽ teleport tới những cái địa điểm này nha các bạn. Hy vọng là tụi nó chưa có lớn. Đây nè, đó, có một con báo tuyết con nha các bạn. Rồi, để thu phục nó thì rất là đơn giản thôi. Mình sẽ ném một cái cục thịt heo sống này. Đó, nghe tiếng nó ăn rồi đó. Rồi chúng ta sẽ click chuột phải bằng cái medallion này. Vô nó là mình sẽ đặt tên được rồi nha các bạn. Ok, mình sẽ đặt nó là leopard đi. Vẫn là leopard bình thường thôi. Đây. À, ngon lành cành đào. Và mình sẽ đem nó về bằng một cái bed amulet nha. Cái này thì những tập trước các bạn cũng đã biết rồi. Công thức chế tạo rất là đơn giản luôn nha. Rồi, click chuột phải đã bắt được một em rồi nha các bạn. Ok, mình sẽ xóa cái vị trí này đi. Mình sẽ qua cái chỗ khác nè. Bên đây nó cũng có một cái em báo tuyết con nữa nè. Ôi, đây nè các bạn ơi. Mình tưởng nó chạy đâu mất rồi chứ. Tiến hành thuần hóa nó luôn nha. Ui quên. Chết rồi, cái con dê nó đứng chỗ này các bạn à. Ồ, mình phải ném cho cái con báo ăn mới được. Mấy con dê này nó hay ăn các cái vật phẩm mà mình ném lắm các bạn à. Nguy hiểm lắm. Rồi, mình sẽ lưu nó là leopard nha các bạn ơi. À, xong một em nữa. Và bắt nó đi thôi. Ok, đã được hai em rồi nha các bạn. Mình sẽ xóa cái chỗ này đi luôn. Đó, để mình coi mình còn bao nhiêu em báo tuyết con nữa nha. Ui, à đây nè các bạn ơi. Khá là nhiều luôn. Hình như là ba em nữa đó các bạn. Quá xịn xò luôn. Để mình sẽ teleport tới nha. Cho mày ăn một miếng thịt heo nè. Đó, để dụ nó rồi bạn ơi. Sau đó chạy đi đâu chứ hả? Bắt nó lại liền. Leo phát. Đó, xịn liền nhen. Bắt lại luôn nha các bạn. Rồi, đã xong em này rồi. Còn hai em cuối cùng nữa thôi nè. Ui, chỗ này nó có hai con báo tuyết luôn bạn ơi. Bắt mày về luôn. Mình phải tránh xa mấy cái em dê này ra mới được. Ăn đi báo tuyết ơi. Ok, nó đã ăn được rồi các bạn ạ. Ủa, mấy con dê nó cơ hội lắm. Thấy tôi ném ra là sắp tới liền à. Đanh dữ vậy. Đây đây, cho em báo tuyết nha. Ủa, hên quá các bạn ơi. Hên là mình nhanh tay đó. Không là mấy con dê nó ăn cái cục thịt của mình mất. Rồi, chắc mình sẽ tạo thêm một cái pet amulet nữa quá các bạn à. Công thức thì rất là đơn giản thôi. Đó, 4 cái hạt vàng và một cái cục kim cương. Rồi, mình sẽ xóa chỗ này đi nha. Và chúng ta sẽ teleport vào cái chỗ của cái em báo tuyết cuối cùng.
Ui đây nè các bạn ơi, nó ở với con báo tuyết mẹ nè. Ui nó có hai con luôn. Ui có hai con luôn các bạn ơi. Mà chắc mình tạo thêm một cái pet amulet nữa quá. Ui không bắt về thì nó uổng các bạn à. Ui đâu rồi, đây nè. Đó, cho nó ăn. Bắt nó về liền. Con này thì có vẻ lớn hơn đó các bạn ơi. Còn cái con bên này thì khá là nhỏ nè. Ta là... Ây da, chạy đi đâu lung tung chứ hả? Rồi, ui 7 em báo tuyết luôn các bạn ơi. Ngon lành quá à. Wow, tất cả là 7 em luôn. Ở đây chúng ta có một cái con gấu bắc cực nè. Con này là gấu bắc cực con thì phải. Tiếc là phiên bản mình đang chơi á, không thể thu phục được mấy cái em gấu bắc cực này nè. Trời ơi, chỉ có thể thu phục được gấu trúc thôi các bạn ơi. Khá là buồn luôn. Thôi, tạm biệt mấy cái em báo tuyết cũng như là mấy em gấu bắc cực này. Và chúng ta sẽ đi về nhà thôi nha các bạn. Đi về nhà thôi. Ở đây thì mình sẽ tiến hành xây chuồng cho tụi nó nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xây chuồng báo tuyết cạnh chuồng của gấu bắc cực luôn nha các bạn. Cho nó cùng mặt địa lý với nhau đó. Thì gần đây á, toàn mấy em ở những cái vùng lạnh giá thôi. Như là Vormemut Long Xoan nè. Và một Vormemut Thảo Nguyên nữa. Rất là xịn sò luôn. Cái chuồng của mấy em báo tuyết thì mình sẽ làm cho nó khác biệt với những cái chuồng còn lại một xíu nha các bạn ơi. Thì nó cũng sẽ cách chuồng của gấu bắc cực ra 5 ô luôn nha các bạn. Đây, nó sẽ là chỗ này. Và mình sẽ kéo ra 20 ô. Mỗi mặt nha. Cho nó đều nhau. Đó. Tại vì về kích thước á thì mấy em báo tuyết này nó cũng đâu có lớn hơn mấy em gấu bắc cực đâu. Nên là mình xây chuồng bằng nhau như vậy là quá tốt rồi đó. Ok, tiếp tục. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái khung trước nha các bạn ơi. Tạo một cái khung trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành làm cái phần sàn sau nha. Đó. Chắc mình sẽ tạo một cái khung thấp ở dưới đây thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi ra mỗi bên 8 ô nha các bạn ơi. Đó, mỗi bên 8 ô nha. Sau khi đã kéo mỗi bên là 8 ô rồi thì chúng ta sẽ có một cái cổng chỗ này nha các bạn ơi. Và cái cổng này thì mình sẽ làm nó hơi khác đi một xíu. Đó chính là ở trên đầu cổng á thì mình sẽ gắn những cái block cobblestone như thế này. Đó, nhìn cho nó lạ thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi tạo cái sàn luôn nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ phải cần đào cái phần đất này ra cái đã. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi lắp một cái sàn bằng tuyết luôn nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình chỉ cần tạo một cái đường như thế này thôi. Rồi chúng ta sẽ dùng một cây quan á để mà kéo ra cho nó nhanh nha. Dùng cây quan để mà kéo ra. Ây da, hình như cây quan này chưa chỉnh chế độ thì phải. Mình chỉnh sang chế độ hàng ngang nha. Đó. Xây cho nó hấp dẫn. Chứ để chế độ bình thường á chúng ta rất là dễ bị nhầm lẫn đó các bạn ơi. Ok. Xịn ngay. Xong rồi, giờ thì mình lắp Luton vào thôi nha các bạn ơi. Đó, cho nó sáng cái chuồng này cái đã. Trước tiên thì mình sẽ đặt ở hai góc. Đó, mấy cái Luton này chúng ta đặt rất là đơn giản thôi các bạn ơi. Chỉ cần cách ra 4 ô thì mình sẽ đặt một cục thôi nha. Và sau đó chỉ cần dõng qua thôi. Đó, 4 ô một cục nè. Ok, và mình sẽ tạo luôn một cái hàng Luton phía bên này nữa. Để thuận tiện cho cái việc dõng qua chứ. Ok. Rồi, và ở đây là 4 ô một cục. Bây giờ mình sẽ giống qua cho nhanh luôn nha các bạn ơi. Rồi, đã xong rồi cái phần Glowstone rồi, mình sẽ cất lại luôn nha. Sẵn tiện thì chắc mình cũng sẽ trồng mấy cái cây lá kim ở trong cái chuồng của báo tuyết luôn nha. Cũng như là mấy cái ổ băng nữa. Ok, thì mình sẽ làm các cái ổ băng chỗ này trước nha. Đó, vẫn là cái kiến trúc đơn giản thôi. Nhưng mà nó hiệu quả các bạn ạ.
Ây da, chúng ta đặt nhầm rồi. Mình sẽ đào nó ra nha. Cái sẻng siêu thích mà, cứ đào thoải mái thôi. Hai ụ băng đủ không ta? Chắc là đủ rồi đó các bạn ơi. Và bên đây một cái cây nè, một cái cây chỗ này đi. Đó, cho nó lên, ngon lành liền các bạn ạ. Một cây lá kim, và chắc ở phía bên này cũng là một cây nữa quá. Đó, mình đặt dư ra mấy cái block này á, để cho tí nữa mình sẽ bón bột xương vô cho nó có cỏ xung quanh nha các bạn. Chứ không thì nhìn cái cây nó đơn độc lắm. Và bên đây cũng là một cái cây luôn nha. Ok, xịn sò liền. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo luôn mấy cái tấm tuyết này nha. Công thức thì rất là đơn giản thôi các bạn à. Ôi, ba cái như vậy mới đúng chứ. Ok, rất là nhiều cái tấm tuyết rồi nè. Và mình sẽ đặt nó quanh quanh đây thôi. Đó, đặt nó vừa phải thôi bạn ơi, đừng có nhiều quá. Ok, có vẻ như vậy là được rồi đó các bạn à. Bây giờ chính là phần quan trọng nhất, thì mình sẽ tiến hành đi tạo một cái chuồng hoàn chỉnh luôn nha các bạn. Rồi, nó cũng sẽ cao 5 ô thôi. Đó, và với một cái block cobblestone ở trên như thế này. Ok, bây giờ thì mình sẽ kéo ra từ từ thôi nha. Kéo cứ mỗi bên là 20 ô bằng stone brick và một ô bằng cobblestone màu trắng này nha các bạn. Đó, vậy là đã có một cái khung hoàn chỉnh rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành up slab cho cái chuồng này nha. Đó, để cho quái ấy, nó sẽ không có xuất hiện ở trên này được. Đây là up cái phần mái nha các bạn. Mình sẽ dùng cái loại gỗ đó chính là bạch dương thôi. Rồi, thế là xong luôn rồi. Up kính cường lực thôi các bạn ơi. À, mình vẫn dùng cái loại kính này tại vì nó khá là trong suốt và nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Mình quên mất các bạn à, quên làm cái phần tường cho nó dày ra một xíu. Thì ở mỗi cái góc tường á thì mình sẽ kéo mỗi bên ra 3 ô thôi nha. Trời ơi, chưa đặt tường mà tiến hành đi đặt kiến rồi. Thôi mình sẽ làm cái này cho nó nhanh luôn nha các bạn ơi. Rồi, và công đoạn cuối cùng đó chính là đặt những cái cửa cũng như là những cái nút bấm để cho nó ra một cái chuồng hoàn chỉnh luôn nha. Thì cái loại cửa mình dùng đó chính là carpenter. Đây là những cái khung cửa nha các bạn. Chúng ta có thể ốp những cái loại vật liệu tùy ý vào nha. Đó, và cái nút thì nó cũng thế thôi. Ok, đặt xuống đây nè. Và hai cái nút ở trong và hai cái nút ở bên ngoài nha các bạn. Đó, ngon lành liền. Thì mình sẽ dùng len để mà đặt nha. Đó, len thì nó màu trắng thôi. Ôi, nhìn nó cũng là lạ vãi chưởng à. Rất là lạ luôn các bạn ơi. Nhìn kiểu cái cửa nó mỏng manh kiểu gì nha. Giờ thì mình sẽ tiến hành thả mấy cái em báo tuyết ra luôn nha các bạn ơi. Một em nè, hai em, ba em. Đó, mình đều đặt tên tụi nó là Leopard hết nha các bạn. Rồi, ba em nữa là sáu em và em cuối cùng. Đây, đây là em thứ bảy nha các bạn ơi. Ôi, quá là xịn sò luôn. Cái này thì mình phải đợi một thời gian cho tụi nó lớn lên mới được. Hiện giờ tụi nó còn nhỏ xíu à. Bọn này thì đã được mình thuần hóa hết rồi. Ở đây mình có một cái cây whip nè, với công thức chế tạo rất là đơn giản luôn. Từ ba cái móng của mèo lớn như là hổ, sư tử, báo nè, ba cái da bò và một cái thỏi sắt các bạn à.
thường thì rút chuột phải thì nó sẽ đập xuống đất và phát ra tiếng kêu, nhưng mà mình không hiểu sao hình như là cái bàn mod mình đang chơi nó đang bị lỗi thì phải. Ôi, mình không có thể quất cái roi xuống dưới được nha các bạn. Thường á thì quất roi xuống dưới thì mấy cái em động vật mà đã được mình thuần hóa nó sẽ ngồi xuống nha, rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà cái roi này nó đã bị lỗi rồi. Ui tiếc phải chữ hả. Thôi kệ các bạn ơi. Rồi thế là đã xong mấy em báo tuyết rồi, mình sẽ đợi một thời gian cho tụi nó lớn lên nha. Ở đây mình có mấy cái em báo tuyết bự bự hơn nè, còn có em này là nhỏ nhất nè các bạn ơi, nó có chút xíu à. Ồ, bên đây cũng có một em nữa nè, nhỏ xíu xìu xìu luôn đây. Rồi mình sẽ đợi cho chúng nó lớn dần lên nha. Và hiện tại thì mấy em báo tuyết nó đã lớn như thế này rồi nha các bạn ơi. Đó, nhìn rất là xịn sò luôn. Và chúng ta có thể nhìn thấy những cái huy chương đặt tên của chúng ta nè. Đó, đâu rồi. Đây nè các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là những con báo đã có chủ rồi nha. Rất là đã luôn. Ôi, mình tưởng hai con này nó khác nhau chứ. Thì mấy cái con báo này chúng ta có thể cho nó ăn thịt được nha các bạn. Đó, bằng cách... vứt cái miếng thịt ra như thế này thôi, đó thì nó sẽ ăn nha. Đó, rất là xịn luôn. Và để mình coi thử coi, mình có cho nó ăn thịt bò được không ta. Ui, nó không chịu ăn thịt bò nha các bạn, nó chỉ ăn thịt heo. Và để mình thử coi với cá thì như thế nào nha. Nó ăn cá không ta. Ồ, nó ăn cá luôn nha các bạn, ăn thịt heo và ăn cá luôn đó. Ui, rất là hay luôn đó các bạn ơi. Ồ, ngon lành liền. Rồi cùng nhìn lại mấy em báo tuyết một lần nữa nha các bạn ơi. Rất là xịn luôn nha các bạn. Một cái chuồng 7 em báo tuyết luôn đó. Rồi. Ôi, và hình như có một em báo thường ngồi đây nè. Đây nè các bạn. Mình mới dắt nó tới đây nhưng mà nó đã chạy ra ngoài kia rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này thì đừng quên bỏ lại một like, subscribe kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.